Thưa quý vị, theo kế hoạch bầu cử, từ ngày 4 tháng 5, hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử được tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, bao gồm vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố và xã phường thị trấn. Sau 2 tuần triển khai đến thời điểm này, bước vận động bầu cử đã hoàn thành sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch đề ra ban đầu. Hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức từ ngày 4 tháng 5 năm 2021. Đến ngày 11 tháng 5, phần vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoàn thành. Ngày 13 tháng 5, trước 3 ngày so với kế hoạch, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng hoàn thành vận động bầu cử. Và ngày 17 tháng 5, hoàn thành vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu cấp huyện, thị, thành phố và xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, công tác vận động bầu cử diễn ra công bằng, đúng luật với sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Bầu cử các cấp. Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri được các địa phương chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đầy đủ các thành phần số lượng cử tri theo yêu cầu, đồng thời cũng đáp ứng những yêu cầu phòng dịch COVID-19. An ninh trật tự tại các điểm tiếp xúc cử tri cũng luôn đảm bảo, không xảy ra tình trạng vận động bầu cử trái quy định. Qua vận động bầu cử cho thấy, hầu hết ứng cử viên đều xây dựng chương trình hành động chu đáo, tâm huyết, gắn trách nhiệm đại biểu dân cử với quyền lợi của cử tri. Qua hội nghị tiếp xúc cử tri cho thấy đại đa số cử tri đánh giá cao về trình độ, phẩm chất đạo đức, về chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng như là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cử tri đề nghị các ứng cử viên thực hiện đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu. Trong các buổi vận động bầu cử, cử tri cũng thể hiện quyền dân chủ của mình, nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng với người ứng cử, trao đổi thẳng thắn, dân chủ những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm. Thì các vị cũng đều có trình độ, có học vấn, có năng lực và cái cốt lõi nhất là cái phẩm chất và cái uy tín. Và những cái chương trình hành động của các ứng cử viên đưa ra trước người dân thì tôi thấy cũng phù hợp, nắm bắt vị nào cũng là muốn truyền tải cái thông tin của người dân, những cái nguyện vọng đề đạt chính đáng đến các cái cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời, một cách để tránh cái tình trạng bức xúc trong nhân dân. Một số ứng cử viên họ phát biểu là nếu đắc cử hoặc không đắc cử, họ vẫn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ khi mà họ đã được giao. Cái gì hứa trước dân là phải thực hiện. Thì kỳ vọng càng ngày càng đổi mới, càng tư duy hơn, làm cho đất nước giàu mạnh hơn. Từ nay đến ngày 22 tháng 5 năm 2021, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục được tuyên truyền đến cử tri trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức truyền thanh ngay tại khu dân cư, các phương tiện truyền thông đại chúng để cử tri nắm bắt thêm thông tin cho quyền lựa chọn người đại diện.